Cái pháp môn niệm Phật này thì thấy rất là đơn giản, tu rất là dễ. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là để mà duy trì cả đời của mình thì khó. Không? Cũng vì đơn giản, cũng vì dễ, nên chúng ta có khi lơ là và không dám tin. Nên pháp này là cái pháp gọi là thiện căn nhân duyên phải thiệt dày mới tin được pháp này, mà kiên định tin pháp này kiên định. Nên chúng ta đọc trong cái nguyện thứ 18, cái câu mà chí tâm tin ưa đó quan trọng. Nhiều người chúng ta niệm Phật nhưng mà chưa chí tâm, chưa tin ưa quá. Cũng vì mình chưa chí tâm là tín nguyện chưa kiên cố, nên không có thích. Nên mình đã gặp được cái pháp tu niệm Phật rồi, nhưng mà mình đi tìm kiếm, mình tìm này kiếm nọ, bữa nay chỗ này mai chỗ kia, nên cuối cùng câu Phật hiệu mình niệm không rõ ràng. Thấy niệm Phật nhưng mà lòng tin chưa kiên định đối với bộ nguyện Di Đà. Nhớ kỹ, tuy niệm Phật mà lòng tin chưa kiên định đối với bộ nguyện Di Đà, tin nhưng mà còn nghi ngờ, nên phá cái lòng tin. Niệm nhưng cũng còn nghi ngờ, tu nhưng vẫn còn nghi ngờ, nên chúng ta còn đi tìm kiếm, chưa hoàn toàn chí tâm là một hướng chuẩn xác, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tin ưa là cả đời không thay đổi, chưa làm được chỗ này nên câu Phật hiệu niệm không rõ ràng. Có khi bằng đêm ngủ nghe câu Phật hiệu, nghe niệm không phải câu Phật hiệu, là do gì chỗ nào? Do tín nguyện chưa kiên cố. Cái gốc là ngay tín nguyện chưa kiên cố. Vì phải nhớ rằng là thí dụ như chúng ta làm một công việc gì đó, mà chúng ta học một cái nghề gì hay làm một công việc gì, mà chúng ta học là thành công, làm là thành công, là ngay chỗ nào? Là mục tiêu chuẩn xác luôn. Đã học một cái nghề nào đó là phải học cho tới cùng, toàn tâm toàn ý dồn hết tâm tư vào cái nghề đó để học là thành nghề. Khi làm cái gì là làm toàn tâm toàn ý, dồn hết tâm tư vào một công việc làm nó thành công, chắc chắn quý vị luôn. Người thì nhanh hay chậm gì cũng phải thành công, tại vì toàn tâm toàn ý, mục tiêu chuẩn xác. Nên mới nói là cái câu chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Còn chư tổ sư thì gọi là phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nghĩa là phát bồ đề tâm, phải phát bồ đề tâm cho kiên định. Nên cái pháp niệm Phật này mà tín nguyện là từ bổ nguyện Phật dạy, và tín nguyện là chư tổ nương vào bổ nguyện của Phật để mà nói. Nên đại sư Liên Trì, đại sư Ngũ Ích đều nói người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Cái pháp niệm Phật này mà nói là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không ai thay đổi được cái việc này. Mãi mãi về sau không có ai thay đổi cái này được, vì thay đổi cái này là mất bổ nguyện. Mà bổ nguyện là trung tâm, mà thay đổi bổ nguyện là không bao giờ còn cái pháp niệm Phật thù thắng nữa. Nên quý vị nhớ kỹ là cái pháp niệm Phật này là đi vô từ tín nguyện niệm Phật. Dù dùng cách nào niệm Phật nhưng phải là từ tín nguyện, vì đó là gốc mà. Phải công nhận chỗ này. Nên cái người mà niệm Phật mà bỏ câu Phật hiệu là ngay cái chỗ là không có gây dựng tín nguyện. Nên quý vị biết rằng là tại sao ngày xưa có nhiều người, người ta không biết chữ, người ta không biết gì nhiều, mà có Phật hiệu người ta thù thắng, người ta thành công, là vì người ta chí tâm tin ưa đó quý vị. Người ta niệm một câu Phật hiệu này, người ta không có một chút nghi ngờ, người ta không biết gì để nghi ngờ luôn. Nên sự thành công của người ta cực kỳ thù thắng như vậy đó. Còn chúng ta bây giờ quá lý giải nhiều văn tự, quá nói nhiều thứ rồi, nên phương chúng ta hoàn toàn lệch. Nên từ nơi đó mà chuyên tu là cái cực kỳ quan trọng đối với pháp môn tịnh độ này. Xin thưa, không có một cái pháp nào mà không cần chuyên hết, không có một cái nghề nào mà không cần chuyên hết. Nên cái câu thế gian mà còn nói câu mà một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đúng là chuyên, thấy không? Giống như câu chuyện
Đức đã từng kể cho vị nghe. Còn người chiến cuối cùng, ông tập luyện đến mức ông bắn phát nào cũng bắn ấy. Một cái ông đi bán dầu, ông nhìn cái ống cung này, trong tấm quân những ống cung được phát vào chúng bắn ấy, ai cứu ta ta. Cái ông bán dầu này, thì cái vị tướng quân này đến nỗi khổ. Ta bắn cung là ai cũng vỗ tay, mà tôi thấy ông rất bình thản, thấy chuyện này là bình thường quá. Thì cái ông bán dầu này, ông nói một câu, ông là nhờ duyên, nhờ ông tập quen chiên mà ông đạt được cái trình độ đó thôi. Tôi gót dầu chiên nè, ông nhìn tôi nè, thì ông múc một cái gáo dầu nho nhỏ, ông lấy cái miệng ông cắn, ông đứng lên, ông gót vào cái chi lỗ chai nhỏ xíu xíu thôi, ông gót vào cái lỗ chai không văng ra ngoài một miếng dầu. Thì lúc đó cái ông tướng quân bắn cung này, ông nói một câu rõ ràng, ta mà bắn cung bách phát bách trúng là ngay chỗ nào chiên. Ông này gót dầu, ta gót không được như ông, là vì ông chiên gót dầu mỗi ngày, mà ông gót được như vậy. Đó. Nên cái thành công của con người là nhắm được mục tiêu và chiên một môn. Nên câu Thế Gian còn nói câu mà, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Vì thấy có nhiều người rất nhiều nghề nhưng không thành công được cái gì hết. Nhưng mà con người này một nghề làm hoài mà thành công. Vì sao thành công rõ ràng luôn. Nên mới nói có câu nói thương hiệu quý vị. Thì thấy có những người ta thuốc người ta để thương hiệu không? Gia truyền không? Là vì chiên. Chiên nó mới gia truyền. Nó chiên tiếp tục là chiên. Đó. Nên từ thời của Đức Phật đưa ra bốn nguyện niệm Phật, tín nguyện cầu sanh cực lạc trong kinh Vô Lượng Thọ đều là tín nguyện chiên nhất. Đó. Bởi vì câu đầu tiên là tinh tự mới tinh tha. Cái gì cũng phải tinh tự, là bản thân mình phải tin mình làm được, rồi mới có cái sự bên ngoài hỗ trợ. 100% quý vị có thể hỗ trợ những đức là từ đâu? Vì những đức tin mình làm được. Những đức làm quý vị hỗ trợ nè. Quý vị tin rõ ràng 100% là những đức làm quý vị mới làm theo nè. Vì quý vị thấy những đức làm được, quý vị áp dụng, quý vị được lợi ích, quý vị làm theo. Nó cái quan trọng là ngay cái chỗ tin tự. Nó nên cái pháp tu này là phải tin rằng mình phải niệm Phật và tin Phật tiếp dẫn. Có nghĩa là bên ngoài là mình tin bổn nguyện Di Đà rồi, nhưng bên trong là bản thân mình phải tin mình niệm Phật được nè. Dù cỡ nào mình cũng niệm Phật nè, thì bổn nguyện mới giá trị. Cái này là rõ ràng rồi. Thí dụ như bây giờ những đức làm một cái gì mà những đức không dám tin mình làm được, dù quý vị có giúp cỡ nào những đức cũng thất bại. Có giúp cỡ nào những đức cũng thất bại hết. Nhưng mà những đức có sự tự tin mình làm được, quý vị là người hỗ trợ thôi, thì niệm Phật hộ niệm cũng y rang như vậy luôn. Y rang luôn. Quý vị mà không đi từ tín nguyện gây dựng, thì dù có hộ cỡ nào cũng chịu thua đi. Dù có khai thị cỡ nào cũng là chéo chéo bên ngoài, không bao giờ tiếp nhận được. Quý vị nhớ nè, một câu Phật hiệu này vì niệm nè, nghe nè. Một câu Phật hiệu này vì niệm thường ngày đó. Mà quý vị để ý có những lúc quý vị nằm ngủ mê mê, quý vị nghe câu Phật hiệu không phải câu Phật hiệu không? Vì có những lúc chúng ta ngủ mê, chúng ta bị phân tâm, vọng tâm chen vào dày kín, nên lúc đó câu Phật hiệu chúng ta không còn nghe rõ ràng. Nên tại sao chúng ta phải cần tín nguyện, là cần quân tập câu tín nguyện niệm Phật này cho cực kỳ mạnh, cho trong cái A Lại gia thức của chúng ta cho nó dày, là câu Phật hiệu hoàn toàn đầy câu Phật hiệu. Vì nhớ kỹ, cái vọng tưởng trong cuộc đời này chúng ta không dẹp được, không tiêu được. Nhưng mà do vì tín nguyện niệm Phật nên câu Phật hiệu mình nó cứ chắc chồng lên. Trong cái A Lại gia thức chúng ta là, chúng ta nói ví dụ như một cái chỗ chứa đi, mà câu Phật hiệu này mỗi ngày chúng ta niệm là chúng ta đang chắc lên, cứ chắc lên. Vọng tưởng đang nằm bên dưới nghe, nó chưa xong đâu nghe, chưa xong đâu á. Nhưng mà do tín nguyện mạnh quá, chắc lên. Khi đến lúc mà câu Phật hiệu mình nó quá nhiều rồi, là lúc đó, lúc quý vị ngủ cũng trong cái A Lại gia thức vì nó tràn ra, là có Phật hiệu. Nên có những lúc quý vị nằm ngủ rồi, tại sao quý vị vậy? Dạ nghe có Phật hiệu văng vẳng bên lỗ tai nghe. Mà nhất là cái lúc quý vị công phu nhiều, công phu niệm Phật, đồ lễ Phật, đồ quý vị tu nhiều, thì lúc đó quý vị nằm ngủ mà có khi có Phật hiệu nó trong A Lại gia thức nó tràn ra, quý vị nghe được có Phật hiệu văng vẳng, quý vị đang ngủ đó mà vẫn nghe. Nhưng mà có những người quý vị, tại sao quý vị khi mà
ngủ mê mê lại bị nghe câu Phật hiệu, không phải câu Phật hiệu niệm. Dù là tiếng A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không phải Nam Mô A Di Đà Phật, không phải A Di Đà Phật, mà là niệm một cái tiếng gì khác, không phải là tiếng đó. Là vì sao? Vì tính nguyện quý vị có vấn đề. Tính nguyện có vấn đề. Cái gốc là tính nguyện. Thế thì phải nhớ rằng một cái cây thì không thể nào chặt đi cành lá chùi lủi được, mà có chặt cành lá cũng chưa có nguy hiểm gì, chỉ cần gốc còn. Mà tính nguyện là cái gốc, tính nguyện là cái gốc cây. Thì phải hiểu cái điều này, cái tính nguyện là cái gốc cây. Còn mỗi ngày dụng công tu là quý vị là thân cây. Gốc thân đã phát triển rồi thì tiếp tục tới là cành lá hoa quả của cây. Nên quý vị phải biết rằng nếu như chặt cành lá hoa quả mà gốc vẫn còn, yên tâm không sao, cành lá hoa quả sẽ tiếp tục mọc ra. Nhưng tính nguyện là cái gốc cây mà đúng rồi mà đi tưới cành lá hoa quả thì quý vị chịu thua của một đời này. Nên tổ Phật và tổ đều nhắm mục tiêu là tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc làm chính. Nên cái thất bại của chúng ta là ngay chỗ quá nghe nhiều, mất phương hướng. Quá nghe nhiều, mất phương hướng. Thấy chưa? Thì biết rằng là một cái pháp tu là một phương pháp sống cho con người. Hiểu không? Cái pháp tu là một phương pháp sống cho con người. Mà cái giáo pháp của Phật là để áp dụng cho con người, để con người sống trong cuộc đời này có sự hạnh phúc và bình an. Đúng không quý vị? Cái pháp tu nó không phải là cái lợi lạc cái gì cực lạc, mà cái pháp tu nó lợi lạc là ngay cuộc đời mình đang sống. Nếu như cái pháp tu này mà nó chỉ lợi lạc cái gì cực lạc á, thì Đức Thích Ca Mâu Ni không phải là một Phật, một vị Phật đa tài đa năng được. Mà cái pháp tu này là dạy con người làm sao bất cứ một cái pháp nào của Phật đưa ra để giúp cho con người hiện đời được tự tại và an vui dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì một cái pháp lợi lạc, mà cái lợi lạc mà con người ta thường là nhìn thấy cái lợi lạc hiện đời. Thì có công nhận không? Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày học Phật mà hiện đời thì không có lợi lạc, ai theo ngài? Ai theo ngài? Bây giờ những đức từ ở trong chùa, vì thấy những đức học Phật nếu không lợi lạc, ai theo những đức đông dữ vậy? Khi những đức bước ra ngoài rồi, những đức ở một căn nhà nhỏ xíu thôi, những đức tu vẫn an lạc lợi lạc nên quý vị mới theo nè. Thì công nhận không? Nếu như những đức mỗi ngày mù mờ buồn khổ đi kiếm cơm ăn để nuôi cái thân giả này, đố quý vị ở đây mà thương những đức, quý vị sẽ buông những đức ra. Dù quý vị có thương nhưng mà thôi, vị vãng đã qua rồi, chớ văn vương, thấy không? Cho qua đi, không còn nghĩ đến nữa. Nhưng mà do quý vị thấy những đức bước ra mà vẫn niệm Phật và vẫn đem cái pháp niệm Phật này hướng dẫn quý vị, nên quý vị mới thương tiếp tục. Nên gọi là cái giáo pháp của Phật là không phải đi về cực lạc mới là lợi lạc, mà là hiện đời lợi lạc, tương lai về cực lạc. Phải không? Quý vị thấy những đoạn quan trọng chưa? Phải nhìn nhận cái chỗ này mà đưa pháp tu ra cho người ta lợi ích. Cái người lợi ích đó, dù là hiện đời hay là cuối đời, người ta vẫn là mình giúp cho người ta lợi ích. Nên mới nói là Phật Bồ Tát độ sanh vô lượng kiếp là vì sao? Vì cái tâm người ta giúp chúng sanh lợi ích hiện đời hay cuối đời, người ta đều làm. Vì người ta nghĩ rằng người ta sẽ trở lại tiếp tục mà giảng nữa. Bây giờ thí dụ như Phật Bồ Tát đến đây giảng, vị đi một đoạn đường, vị vũ tay ra, Phật Bồ Tát vẫn quan hỷ trở về bổn vị. Nhưng khi đủ duyên các ngài sẽ đến. Thế thì biết rằng tâm mình mà cảm với tâm Phật, động đến tâm Phật, chỉ có là tâm cảm tâm, không phải là cầu xin, không phải là quỳ lễ lại bao nhiêu hoặc là cầu xin. Nhưng mà cái cách lễ lại là để phát tâm, mà tâm đó nó mới cảm với bổn của Phật, bổn nguyện của Phật Bồ Tát. Các ngài nơi bổn vị, các ngài theo bổn nguyện mà đến để hóa độ. Nên tâm cảm tâm, còn miệng và thân chỉ hỗ trợ cho tâm của mình sanh tâm Phật ra để mà cảm với bổn nguyện của Phật thôi. Cái này là 100% luôn đó. Nên tại sao chúng ta niệm có Phật hiệu không rõ ràng, mù mờ, mà hiện tại đang khỏe đó là vì sao? Vì tính nguyện quý vị chưa kiên định, phải tiếp tục gây dựng tính nguyện, phải tiếp tục siêng niệm Phật.
và tiếp tục phải tin mình niệm Phật được và tin Phật tiếp dẫn mình. Tin chỗ này đi, khi tin rồi đến một ngày nào 100% quý vị cuối đời tỉnh táo, tại vì vị đã tin rồi. Chúng ta không đủ bản lãnh để được về cực lạc, nhưng do tin Phật nên bổ nguyện Phật gia trì, phóng quang nhiếp thọ, công phu mình vượt trội lên luôn, con người lúc đó tỉnh táo. Còn nếu như quý vị tin cái bên ngoài là hoàn toàn tưới cây không tưới gốc mà tưới ngọn. Hộ niệm là một điều rất tốt đối với phàm phu chúng ta, cực kỳ tốt. Quý vị phải nhớ công nhận chỗ này. Nhưng đó là sự hỗ trợ chứ không phải là quyết định. Quý vị phải công nhận chỗ này. Chúng ta không phủ nhận, nhưng chúng ta phải công nhận là sự hỗ trợ, không quyết định. Không phải là hộ niệm là quyết định giảng sanh, mà tín nguyện niệm Phật là gốc để giảng sanh về cực lạc. Còn hộ niệm là tình người, là sự hỗ trợ cho chúng ta. Vì cuộc đời đến với cõi này, không lẽ chúng ta niệm Phật mà cuối đời không ai hỗ trợ mình, thì tình người ở đâu? Nên hộ niệm là phù hợp cho tình người, sự hỗ trợ, chứ không phải là quyết định cho việc giảng sanh. Hộ niệm không phải là quyết định cho việc giảng sanh, mà là tín nguyện niệm Phật. Chính bản thân chúng ta phải tin vào bổ nguyện của Phật và chân thật niệm có Phật hiệu, dù sự trở ngại gì, bao nhiêu kiếp nạn gì, chúng ta cũng niệm Phật. Đó là tin vào bổ nguyện của Phật, thì chắc chắn rằng Phật sẽ đến tiếp dẫn. Mà duyên Phật đến tiếp dẫn thì duyên với con người ở chúng sanh ở thế gian này, người ta sẽ đến hộ niệm cho quý vị. Đó mới gọi là phù hợp vào cuộc sống nhân sinh và bổ nguyện của Phật. 100% luôn. Nên chỗ này quý vị phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Chúng ta không bao giờ phủ nhận cái chuyện khuyên niệm Phật nghe quý vị. Nhưng mà chúng ta phải nói cho rõ ràng nghe, chứ không phải rằng là cái gì mình đưa ra là tự nhiên mình cứ cắm cổ cắm đầu mình đưa ra mặc kệ người khác. Không phải. Mà mình phải làm sao phù hợp. Phải làm sao phù hợp. Nó nên niệm Phật là cái gốc rõ ràng, tín nguyện là cái gốc, khuyên người niệm Phật là tốt hết. Nhưng mình phải biết chỗ nào là gốc, chỗ nào là thân, chỗ nào là cành lá, phải cho rõ ràng. Nó nếu không khéo chúng ta sẽ trở thành cái làm biếng đó. Mỗi ngày không chịu lo bồi dưỡng, không chịu cố gắng nỗ lực, mà chờ đến cuối cùng đi hái quả. Không có chuyện đó đâu quý vị. Không có cái lý nào mà kỳ cục như vậy cả. Nghe không? Cái người đi giật đồ, đi ăn trộm đi chăng nữa thì trong mạng cũng phải có tiền hơn cái số tiền mà giật đồ ăn trộm đó thì mới lấy được. Quý vị thấy có những người không? Chạy xe Honda lại, nhà trước cửa nhà người ta có một cái bậc thang bước lên mà bằng sắt, lỡ cưa tháo vừa dở lên chưa lấy được, người ta lỡ người ta lấy xe Honda mất tiêu. Cái này cũng lấy không được, chạy trốn mất tiêu. Vừa lấy không được cổ mà vừa mất luôn chiếc xe Honda, vì trong mạng bạn không có món đồ này. Nên giật đồ lấy của người đúng là thiệt thòi ngay trước mắt. Vì trong mạng đã có dư cái đó mà bạn bị thiệt thòi, là tổn bớt đi, mà bạn tưởng đâu hôm nay may mắn. Hiểu không? Chúng ta đừng nên làm cái điều mà gọi là đi hái quả nha quý vị, mà chúng ta làm cái điều phù hợp là phải gieo nhân rồi đi đến gặt quả. Và mỗi ngày phải gieo hạt giống rồi chúng ta phải tưới tẩm và bồi dưỡng tiếp tục, để cuối cùng ra quả là điều rất phù hợp vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát. 100%, không sao. Thật sự mà nói thì gieo nhân và trồng cây thì chúng ta cũng có những lúc cũng gặp gió mái, hiểu chưa? Hiểu gió mái không? Gặp gió mái, gặp thời tiết không phù hợp. Nhưng mà do gì chúng ta khéo léo chăm sóc cái cây này, nên dù cho gặp thời tiết không phù hợp hay là chúng ta gặp gió bão một chút, nhưng chúng ta bồi dưỡng, chúng ta chăm sóc nó, nên cuối cùng nó qua bão, hoặc là nó qua thời tiết khắc nghiệt, rồi cuối cùng nó lại, cuối cùng cũng tốt, mà chúng ta gặt hái cuối cùng cũng bội thu. Cái nguyên lý của nhân sinh và đi vào tín nguyện niệm Phật cũng vậy. Chúng ta đã tín nguyện niệm Phật rồi, nhưng trong lúc niệm Phật chúng ta cũng bị trở ngại. Trở ngại đó là khảo đảo, thử thách. Coi chúng ta phải thật sự tin Phật không? Quý vị biết tại sao có những người mới tu có rất nhiều cảm ứng? Có những người ta mới đi lại Quan Âm là có cảm ứng liền. Có những người mới tu là nhiều cảm ứng lắm. Vì sao? Phật Bồ Tát từ bi. Những đức là phàm phu mà còn từ bi mà, chứ Phật Bồ Tát. Những đức thấy cái người nào mới lại chùa tu, những đức sẽ cho người ta ngon ngon một chút, hoặc là những đức sẽ khen người ta. Thí dụ quý thầy đều có cái tâm từ bi vậy đó, tán thán người ta. Chứ giờ người ta mới lại chùa tu bị chửi, người ta cái người ta đi bỏ mất tiêu, ta không lại chùa nữa.
Còn những người mà thần thành lâu năm thì quý vị ghen họ được, ghen vừa vừa chứ ghen quá họ cũng bỏ chùa luôn, hiểu chưa? Đó đó đó, thì quý vị thấy từ con người áp dụng phương tiện thì quý vị Phật Bồ Tát từ bi thấy quý vị mới là chùa tu thôi, mới là chùa lễ Quan Âm thôi, mới đi lễ Quan Âm thôi, thấy vị phát cái nguyện đó cho vị được một chút, quý vị ô công nhận linh, công nhận Bồ Tát, Phật Bồ Tát linh thiệt, về đồn sùm cả sớt. Cuối cùng lần sau rủ đi nhiều người đi lại nữa thì thấy Phật Bồ Tát từ bi chưa? Nhưng mà vị tu càng lâu càng sao, tại sao ít có cảm ứng? Vì Phật Bồ Tát thấy quý vị đã thuần thành rồi, để cho vị theo quy trình tự nhiên đi đến giải thoát, chứ không không có để cho quý vị phải chạy theo những cái mà cảm ứng nhất thời. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài rất từ bi, thấy bị té xuống sông, Ngài quý vị niệm danh hiệu của Ngài, Ngài dùng cái nguyện để cứu quý vị lên bờ, cái đó là nhất thời. Chứ Phật Bồ Tát quá từ bi và quá trí tuệ, làm gì tối ngày ở không đâu mà đi dắt quý vị lên hoài à? Nên các ngài làm điều đó là để cho quý vị có tình cảm với các ngài, rồi các ngài mới chỉ các vị. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm có tượng Di Đà trên đỉnh đầu là vì sao? Vì các ngài làm cho quý vị phải quý mến các ngài mới chỉ quý vị đến niệm A Di Đà Phật, để các ngài không có thời gian đâu mà tối ngày đi dắt quý vị hoài, muốn đưa quý vị thẳng về thế giới Cực Lạc luôn, thì khỏi té sông té suối té hố té hầm chi nữa, hiểu chưa? Những đức còn muốn làm điều này không chỉ Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không? Nhưng mà vì chúng sanh nó thích té xuống vớt lên, nhảy xuống vớt lên, thì Phật Bồ Tát cũng thôi cũng cố gắng mà kiên nhẫn làm thôi. Chứ thật sự thì muốn đưa quý vị đi về thế giới Cực Lạc á, cho quý vị đừng có đi té sông té hố té hầm té này té nọ làm chi, nó mất công. Cái này là 100% những điều những đức chia sẻ đây, nếu quý vị mà bình tĩnh mà ngồi nghe suy nghĩ kỹ thì vì sẽ thấy cái vô lượng phương tiện nằm bên trong á, nó không đơn giản đâu, muôn biến dạng hóa bên trong đó, cái lời nói á nhiều lắm, nhưng mấy vị nghe qua tỷ vị tiếp nhận được nhiều tiếp nhận đó. Nên những đức từ bây giờ, những đức không bao giờ bài xích người khác khuyên niệm Phật, nhưng những đức muốn nói cho quý vị nghe là quý vị phải biết đâu là gốc, đâu là thân, đâu là cành lá hoa quả. Và quý vị đừng bao giờ nói rằng một người tu hành mà tại sao ông như vậy, tại sao bà như vậy, như thế nào miễn bạn niệm Phật thì bạn là số 1. Bạn tu đến một ngày nào bạn gặp sự cố, bạn có niệm Phật như người ta hay không, bạn bị trở ngại bạn có niệm Phật hay không nè. Nên những đức gửi lời đến tất cả các anh em huynh đệ của những đức, các ông hãy nhìn từ ngay chỗ những đức. Mà khi các ông còn ở ngôi Tam Bảo, mấy ông làm việc, mấy ông nên có một cách tu gì đó tùy mấy ông, nhưng hãy phiền niệm Phật nghe. Rồi mấy ông hãy tạo một nhân duyên với một số người với mấy ông cùng tu. Sau này khi mấy ông không còn ở chùa nữa đó, lỡ mấy ông không còn ở chùa nữa đó, đừng có làm cái lông nhông đi kiếm cơm ăn cho qua ngày đoạn tháng. Hãy nhìn từ ngay những đức nè, không phải ăn cơm cho qua ngày đoạn tháng đâu, mà phải dùng cái thân này phải làm một cái gì đó trong cuộc đời. Đừng sống những ngày tháng vô nghĩa, vì ít gì cũng chính mấy ông là tôi đào tạo ra. Người bên cạnh tôi đào tạo, mấy ông có thể dứt tôi văng ra khỏi vị trí nào cũng được, nhưng tôi mong mấy ông là kẻ trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Khuyên người niệm Phật đi, mấy ông cứ làm, mấy ông cứ nuôi cụ già nhiệt tình đi. Nhưng nếu một ngày nào mấy ông lỡ gặp một sự cố gì thì mấy ông hãy nhớ kỹ, hãy dùng phương tiện khoa học hiện đại này mà tiếp tục giúp một số chúng sanh nào có duyên với mấy ông niệm Phật. Đừng nên đi lông nhông đi kiếm cơm ăn cho qua ngày đoạn tháng. Đừng làm chỗ này, vì tôi đâu làm chỗ này đâu. Tôi ra ngoài tôi có rất nhiều Phật tử muốn quý trọng và hộ trì tôi nè, nhưng tôi không bao giờ tiếp nhận điều đó. Tôi không thể nào ăn cho qua ngày đoạn tháng, mang cái thân này để vui chơi, không có. Con người sống mới có bản lãnh một chút, dù cỡ nào đi chăng nữa. Tôi nói thật, có những việc tôi làm mấy ông cũng không thể nào làm được. Tại vì sao? Đây là rõ ràng mà. Nên đó là lời khuyên tất cả những anh em huynh đệ đã biết qua những đức. Vì đa phần mấy ông nó cũng chính một tay những đức rèn luyện mà ra. Dù cỡ nào cũng là phải bật trưởng phu một chút. Bây giờ làm việc được, nuôi cụ già được thì cứ cố gắng sống trong cuộc đời này. Phật đã dạy rồi, đấu tranh kiên cố, giành giật kiên cố. Mấy ông lên được một chút, có khi chưa lâu được như những đức đâu, thì có khi mấy ông đã rớt đài rồi. Nhưng mấy ông đã rớt thì mấy ông phải nhớ kỹ. Dù cho 50 người, 100 người biết mấy ông, có duyên với mấy ông,
mấy ông hãy làm một phương pháp tu gì để tu với người ta mỗi ngày, để mấy ông tiếp tục tu với người ta, để ăn hạt cơm mà mang thân này có ý nghĩa. Chứ không khéo rớt ra đi lông nhông á. Có nhiều huynh đệ một thời những đức cứ đi lông nhông tối ngày đó, gặp chỗ nào có thóc thì ghé ngang một chút, gặp chỗ nào có nước thì ghé ngang một chút. Chúng ta không phải đem cái đó để đắp vào cái thân giả này cho vô nghĩa đâu, không phải đâu. Chúng ta chết ra bả làm gì? Chúng ta phải làm gì chứ? Dù là xuất gia cư sĩ gì, phải làm gì ý nghĩa trong cuộc đời này một chút. Con người ai mà không có cái hư? Bạn có bản lãnh hay không? Bạn té sông, té suối, té hồ, bạn có lội lên được hay không? Mới là người thật sự có bản lãnh. Bạn phan hãy nói người khác, tại sao ông tu giỏi mà ông té sông? Bạn té giếng mà chưa lội lên nổi nữa. Đừng nói té sông, té biển, tôi lại dạng té biển, tôi còn lội vô được. Hãy chờ xem, hãy chờ xem trong con đường tu chúng ta không ai mà không vấp ngã. Hôm nay bạn cười người, ngày mai người cười bạn. Nhưng tôi đưa lên một tư tưởng rằng hãy sống có ý nghĩa của cuộc đời. Tôi không dám cười ai cả. Đừng mang thân giả tạm này mà một đời vô nghĩa. Biết nó là giả thì đem cái giả đắp vào nó để làm một cái gì đó. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật lễ Phật đấy là đang dùng cái thân giả này cho ý nghĩa nè, phải không quý vị? Nó rất là nhiều người nữ ở đây quý vị cảm thấy khổ mà. Trong cuộc đời vì thấy khổ rõ ràng mà. Người đàn ông cũng khổ, người đàn bà cũng khổ. Quý vị là người phụ nữ khổ còn nhiều nữa. Chúng ta mang cái thân này quý vị thấy. Bây giờ chúng ta không có một cái pháp tu này, không có người dẫn dắt quý vị, rồi chúng ta biết đi về đâu đấy. Quý vị biết rằng có một cô này nhìn cổ sang trọng lắm, làm việc giống như sang trọng rồi phước báo lắm. Như Đức gặp cổ, như Đức nói một câu như nè: tuy nhìn cô như vậy nhưng có ai hiểu được phía sau của cô là cái gì? Nhìn cô thì ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ cô đó. Nhìn cô hạnh phúc lắm, nhìn cô sang giàu lắm. Nhưng 100% cô đang thiếu thốn một cái tình cảm chân thật. Cô bao nhiêu người bạn đến với cô, nhưng đó là thương trường của cô thôi. Hiểu chưa? Nà, có khi thương trường nó nằm trong chiến trường, có sự đấu đá của đó. Có khi cô trở về đêm cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô đang thiếu một cái tình cảm chân thật. Tại sao cô đến với những đức? Cô thích đến với những đức tại vì sao? Vì cô cảm thấy bình an, cô thấy vui. Vì lúc nào cũng không có cái chuyện đấu đá chiến trường nằm trong đây. Những đức đâu có gì giành giật với ai đâu. Hiểu không? Chỉ có khuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Nên quý vị phải nhớ rằng trong cuộc đời này mỗi một con người đều có cái khổ phía sau của nó lớn lắm. Có những người thì có thể nói ra, còn có những người thì mình nói ra cũng không ai tiếp nhận được nữa. Không có ai mà có thể nghe được cái khổ đó của mình. Nó đang che giấu bên trong, nó đang giống như là giữ gìn ở phía sau đó. Nhưng mà Phật Pháp giúp cho chúng ta tiêu hóa nó. Tiêu hóa nó nghe quý vị. Hãy sống cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Giờ này là giờ mình cực kỳ hạnh phúc. Vì giờ này mình được niệm Phật lễ Phật và mình tương lai được Phật Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì không có cái thiệt thòi, không có cái khổ gì cả. Dù có người chửi mắng, đánh đập, có người xem thường mình, có người coi mình không ra gì, hà hiếp mình, đừng thấy đó là sự ấm ức, đừng thấy đó là sự thiệt thòi. Mà sự thiệt thòi lớn nhất của đời người là không được niệm Phật, không gặp được Phật Pháp. Bây giờ chúng ta là những người bạn đồng hành nè. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chúng ta nắm lại tay nhau để mà mạnh dẫn người yếu lên. Yên tâm đi, những đứa sẽ đồng hành cùng với quý vị. Đồng hành bằng cách nào? Là mỗi ngày động viên nhau như vậy là đồng hành nè. Chứ gì? Tinh tự là những đứa phát triển quý vị tinh tự lên nè, giúp cho quý vị đứng lên nè. Những đứa cũng đứng lên từ cái khó. Trong khó cỡ nào những đứa cũng đứng lên. Thì những đứa cũng khuyên quý vị từ cái khó mà đứng lên. Những đứa cũng khuyên các anh em huynh đệ của những đứa. Những đứa rất thương mấy ông. Vì chuyện của mấy ông làm là chuyện tôi đã làm qua hết rồi. Sự khó khăn và tôi rèn luyện ở trong 10 năm đó không đơn giản. Sự khó khăn của tôi còn hơn gấp bao nhiêu lần mấy ông. Không đơn giản đâu. Nên tôi nói rằng mấy ông hãy cố gắng tu hành công phu. Tôi sẽ không bao giờ một chút gì buồn trách. Và tôi khuyên Phật tử đừng bao giờ trách các anh em huynh đệ của những đức. Vì họ có cái khó của nó. Tôi tin họ có cái khó của họ. Việc này tôi hiểu nhất. Họ có cái khó của họ. Vì giúp họ không giúp họ thì thôi đừng nói tới họ.
cứ để cho họ làm cái chuyện nuôi các cụ già, giúp các cụ. Nhưng tôi khuyên mấy ông, một ngày nào mấy ông gặp sự thử thách thì mấy ông hãy cố gắng đứng lên từ đôi chân của mấy ông mà đứng lên. Như tôi thôi, tôi không đứng lên, ai giúp tôi đây? Nếu tôi gục ngã, bây giờ tôi nói với ai? Nên một ngày nào anh em huynh đệ gặp sự cố, đừng bao giờ làm thăng đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây. Hãy dùng cái pháp tu mà mỗi ngày mình hướng dẫn người ta, tiếp tục lập một cái room hay là trên mạng, dùng mạng truyền thông, dù ở một nơi nào cũng là rủ Phật tử cùng vô tu để sống cuộc đời có ý nghĩa. Đừng nên buồn chán, đừng nên thất vọng ai hết, mà đi vào tuyệt vọng cuối cùng, làm kẻ long nhong cho qua ngày đoạn tháng, uổng cuộc đời, uổng cuộc đời lắm. Nên những đứa không sống như vậy quý vị. Những đứa cũng mong những người có duyên, những đứa cũng đừng nên sống như vậy. Hãy đứng lên, phải sống làm sao cho có ý nghĩa dù trong hoàn cảnh nào. Biết niệm Phật là ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.